Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta trung tín trong sự phục vụ Chúa. Không có điều nào tuyệt vời hơn là được sống cho Chúa của chúng ta, được phục vụ Ngài. Rồi một ngày kia, trong nước của Chúa, chúng ta sẽ lạ lùng ngạc nhiên. Thấy những gì mình đã gieo ra, những gieo ra dù nhỏ dù lớn, sẽ để lại kết quả vô cùng lớn lao. Chúng ta có sẵn sàng để học lời của Chúa hôm nay không? Dạ vâng, cảm ơn Chúa. Bài học mà tôi muốn cùng học với Hội Thánh hôm nay có tựa đề đó là đem con đến gần Ngài. Đây là lời cầu nguyện của cá nhân tôi, là lời cầu nguyện của mỗi một người trong chúng ta. Chúa ơi, xin đem con đến gần Ngài. Tại sao chúng ta cần lời cầu nguyện này? Nếu chúng ta trở lại nguồn gốc ban đầu được ghi chép ở trong Sáng Thế Ký, thì Đức Chúa Trời đã tạo nên Adam và Eva gần gũi với Chúa lắm. Mỗi ngày Chúa đến thăm ông bà. Mỗi ngày Chúa hiện ra và trò chuyện với Adam và Eva. Nhưng rồi một ngày kia, ma quỷ hiện hình thành con rắn đã đến. Nó nói những lời xuyên tạc. Nó làm cho ông bà hiểu lầm về Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, Eva đã hái trái cấm ăn, đưa cho chồng ăn. Ngay giây phút đó có một sự phân cách giữa Adam, Eva và Đức Chúa Trời. Chúa vẫn đến. Ngày hôm đó Chúa vẫn đến. Chúa gọi, Adam, con ở đâu? Không thấy Adam nữa. Mọi ngày, mọi lần, mỗi ngày Chúa hiện ra, Chúa gặp gỡ với Adam và Eva. Nhưng mà kể từ giây phút đó, Chúa đến và không nhìn thấy Adam nữa. Thật ra Chúa nhìn thấy hết. Nhưng mà Adam đã thú nhận rằng, lạy Chúa, con đã đi trốn, con đã phạm tội và con phải ẩn mình vì con không dám gặp Chúa nữa. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời thấy Adam và Eva trần trụi, đang đóng một cái khố bằng lá vả để che thân. Và Đức Chúa Trời đã giết một con thú, lấy da thú bao bọc cho sự lõa lồ của Adam và Eva. Điều đó Ngài muốn nhắn nhủ rằng rồi đây một con sinh tế là Chúa Cứu Thế Giê-xu phải bị treo trên cây thập tự giá, phải bị giết như một con sinh tế, và chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể đem con trở về với ta. Nếu không có Chúa Giê-xu, dù Adam và Eva đã có lá vả rồi, vẫn không thể dám đứng trước mặt Chúa được. Và Chúa Giê-xu, Ngài đã đến để đem con người trở về. Cảm ơn Chúa, chúng ta được làm con trai, con gái của Ngài. Và tôi tin rằng trong cuộc đời theo Chúa, trong buổi thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, quý vị cảm nhận một điều gì đó rất lạ lùng. Nhiều người đến lần đầu tiên, nhiều người thờ phượng Chúa, chúng ta không thể giải thích được. Tại sao tôi không hiểu được, nhưng mà mỗi lần đến với Chúa có một điều gì đó như là một niềm vui vô tận tôi không hiểu nổi. Nó không ra hình thù rõ nét để tôi diễn tả, nhưng mà có một điều gì đó cuồn cuộn trong lòng, là niềm vui, là sự bình an, và báo cho tôi biết rằng tương lai thật là tuyệt vời, thật là tốt đẹp. Đó chính là sự hiện diện của Chúa. Đó chính là Chúa xác nhận rằng con là con trai, con gái của ta. Đó chính là điều mà Chúa nói rằng rồi đây cả cõi đời đời dành cho con. Biết bao nhiêu điều phước hạnh dành cho con. Nhưng mà thật ra vẫn còn rất nhiều ngăn trở. Bao lâu còn ở trong thân xác này, chúng ta vẫn còn phạm tội, vẫn còn xa cách Đức Chúa Trời, cho đến khi chúng ta từ giã cõi đời này, bước vào với Chúa mặc lấy một thân thể mới, lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy Ngài mặt đối mặt. Như Phaolô đã nói rằng, ngày nay tôi xem như qua một cái gương cách vập mờ. Đến một ngày kia, tôi sẽ biết Ngài như Chúa đã biết tôi vậy. Buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ học vì sao, lý do nào khiến cho chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời. Có lẽ quý vị nói, không, tôi đã trở về với Chúa rồi, tôi làm con của Chúa rồi, nhưng mà không đúng đâu. Thật ra chúng ta kinh nghiệm,
phước hạnh của Chúa, kinh nghiệm sự ngọt ngào của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta không biết bản chất của vấn đề, thì ma quỷ cũng sẽ cướp chúng ta khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và tôi muốn đem lời của Chúa đến để chúng ta cùng học hỏi buổi sáng hôm nay. Chúng ta hãy mở ra ở trong Roma đoạn 1. Nếu có Kinh Thánh, hoặc là chúng ta đánh dấu ở trong Roma đoạn 1. Tựa đề của cái phân đoạn này ở trong Kinh Thánh nói rằng cả loài người đều phạm tội và bị đoán phạt. Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng tội là giết người, là làm những điều xấu xa, đồi bại, giống như là tội phạm mà chúng ta vẫn thường thấy bị đưa ra trước tòa án, bị kết tội, bị giam vào ngục. Nhưng mà thật ra đó chỉ là một khía cạnh rất nhỏ của tội lỗi thôi. Và chúng ta hãy xem lời của Chúa cho chúng ta biết tội đích thực là gì và tại sao tội lỗi lại có thể kéo chúng ta xa khỏi Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần biết để Chúa có thể đem chúng ta trở về với Ngài. Tôi sẽ đọc phần Kinh Thánh được chiếu ở trên bảng. Đây là tôi sử dụng bản dịch hiện đại của cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu, và sau đó một ban phiên dịch đã hiểu đính lại. Tại vì tôi so sánh rất nhiều bản Kinh Thánh, thì tôi thấy đây là một cái bản có thể rõ nghĩa nhất. Thật ra là ý nghĩa của tất cả các bản đều như nhau, nhưng mà tôi chọn những từ ngữ để cho được rõ hơn. Và tôi xin đọc để quý vị theo dõi ở trên màn hình. Những người vô đạo, bất công, bất nghĩa, xuyên tạc sự thật sẽ bị Đức Chúa Trời hình phạt. Vì sự thật về Đức Chúa Trời đã được giải bày cho họ. Chính Đức Chúa Trời đã tỏ cho họ biết từ khi sáng tạo trời đất, những đặc tính vô hình của Đức Chúa Trời, tức là quyền năng vô tận và bản tính thần tính đã hiển nhiên trước mắt mọi người. Ai cũng có thể nhận thấy nhờ những vật hữu hình, nên họ không còn lý do để không biết Đức Chúa Trời. Dù biết Đức Chúa Trời, nhưng họ chẳng tôn vinh hay tri ân Ngài. Họ suy tư trong vòng lẩn quẩn, tâm hồn bị sa lầy trong bóng tối. Họ tự nhận là khôn ngoan, nhưng hóa ra mê muội. Thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời vinh quang hằng sống, họ tôn thờ thần tượng như con người hư nát, đến cả hình tượng chim, thú hay loài bò sát. Vì thế, Đức Chúa Trời để mặc họ theo dục vọng, sa đắm vào sắc dục, làm ô nhục thân thể của nhau. Họ tráo đổi chân lý của Đức Chúa Trời bằng chuyện giả dối và thờ phượng tạo vật thay cho tạo hóa, là đấng đáng được tôn thờ muôn đời. Amen. Do đó, Đức Chúa Trời để mặc họ theo dục tình ô nhục. Đàn bà bỏ cách luyến ái tự nhiên để theo lối phản tự nhiên. Đàn ông cũng bỏ liên hệ tự nhiên với đàn bà mà luyến ái lẫn nhau theo lối tình dục đồng giới đáng ghê tởm, để rồi chịu hình phạt xứng đáng với thói hư tật xấu của mình. Vì họ từ chối không chịu nhìn nhận Đức Chúa Trời, nên Ngài để mặc họ làm những việc hư đốn theo đầu óc sa đọa. Đời sống họ đầy tội lỗi, gian ác, hiểm độc, tham lam, ganh ghét, giết người, tranh chấp, gian trá, quỷ quyệt, nói xấu, phao vu, ghét Đức Chúa Trời, sất láo, kiêu căng, khoác lác, ưa tìm cách làm ác mới mẻ, nghịch cha mẹ, không phân biệt thiện ác, bội ước, không tình nghĩa, không thương xót. Dù họ biết rõ theo luật Đức Chúa Trời, người làm những việc ấy đều đáng chết, thế mà họ cứ phạm luật, lại còn khuyến khích người khác làm theo nữa. Đây là một phân đoạn Kinh Thánh, chỉ có mấy câu thôi. Roma đoạn 1, từ câu 18 cho đến câu thứ 32. Nhưng mà mô tả rất rõ ràng hiện trạng của thế giới mà chúng ta đang sống. Có người nói rằng thế giới ngày hôm nay đã tốt hơn rất nhiều, đã thay đổi nhiều hơn thời mà sứ đồ Phao-lô viết thư tín Roma. Đúng như vậy, ngày hôm nay cái chuyện đi lại rất là thuận tiện. Tuần trước tôi ở Na Uy, tuần này tôi đã có mặt ở đây rồi. Chúng ta
có nhiều thay đổi. Ngày xưa tôi nhớ khi liên lạc điện thoại với nhà tôi phải ra đăng ký ở ngoài bưu điện Sài Gòn, nhà tôi đi về thăm gia đình ở Đà Lạt, rồi tới lúc đó lấy số người ta gọi cái số đó vào, mình vào rất là hồi hộp, cầm điện thoại lên nói chuyện. Bây giờ chỉ cần smartphone trên tay thôi, trò chuyện rất dễ dàng. Mọi thứ ngày hôm nay tiến triển vô cùng nhanh chóng, nhưng mà về bản chất của con người, về tội lỗi thì không có gì thay đổi cả. Chúng ta hãy xem, thứ nhất, đó là con người thờ phượng tạo vật thay cho tạo hóa. Chúng ta thấy không? Ở đây bắt đầu bằng những người vô đạo, bất công, bất nghĩa, xuyên tạc sự thật. Sự thật ở đây có nghĩa là sự thật, nhưng mà thật ra nó có một cái nghĩa sâu xa hơn, xuyên tạc chân lý. Cái sai cho là đúng, cái đúng cho là sai. Và Chúa nói rằng sẽ bị Đức Chúa Trời hình phạt. Thật ra tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay, người ta nói rằng bị trời phạt nhãn tiền, tất cả những đó chỉ là hình phạt mini thôi. Bởi vì một ngày kia, sự phán xét sẽ đến, hình phạt sẽ đổ xuống trên cả nhân loại nếu không biết Đức Chúa Trời. Và ở đây, Chúa nói rằng, con người nếu suy nghĩ, thì lương tâm người ta biết rằng có một đấng tạo hóa tối cao, bởi vì thế giới này, vũ trụ này không thể tự nhiên mà có được. Nhìn bầu trời, nhìn sông núi biển cả, nhìn những khung cảnh đẹp đẽ, không thể nào tự nhiên mà có được, phải có một đấng tạo nên. Người ta biết, và Kinh Thánh nói, ai cũng có thể nhận thấy, nhưng mà họ chẳng tôn vinh hay tri ân Ngài. Họ cứ suy tư trong vòng lẩn quẩn, bị xa lầy trong bóng tối. Cho nên, nan đề đầu tiên mà chúng ta nói đó là con người thay vì thờ phượng đấng tạo hóa, đã thờ phượng tạo vật của Ngài thay cho đấng tạo hóa. Chúng ta sẽ để ý rằng trong phân đoạn này có 3 lần Đức Chúa Trời nói rằng Đức Chúa Trời để mặc họ, hay là trong bản dịch của chúng ta, Đức Chúa Trời đã phó họ. Giống như là người cha, người mẹ dặn dò đứa con, cứ nói mãi nhưng mà đứa con nó không có để vào tai, nó không thèm quan tâm, nó không coi trọng, nó cứ làm theo ý của nó, làm ngược lại. Và nói, thôi được rồi, mẹ hết ý kiến với con muốn làm gì thì làm. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài đã phó họ. Và chúng ta hãy xem, đây là hình ảnh thờ bò ở tại Ấn Độ. Quý vị lên Internet thấy đầy dẫy những hình ảnh như vậy. Đây, một đền thờ thờ rắn. Đây là hình ảnh ở tại Nhật. Có một ngôi chùa thờ mèo. Người ta nói rằng từ sư trụ trì cho đến tất cả các tăng ni đều là mèo hết. Và người ta đến đó để thờ phượng, để cầu may. Đây là hình ảnh của một ngôi đền. Và chúng ta đọc, người ta thờ có 25.000 con chuột. Tất cả những chuyện này, chúng ta có thấy bình thường không? Có. Ở Việt Nam mình cũng có nữa. Nhan nhãn. Ở tại miền Bắc thì người ta lập lên một cái tên ăn trộm, kể như là thần hoàng, như là người thần cai canh giữ cái ngôi làng đó. Cũng có những ngôi chùa thờ rắn, nhiều lắm. Ở khắp nơi trên thế giới là như vậy đó. Rồi, đây là gì? Thờ ma quỷ. Ma quỷ là tạo vật của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rất rõ, đó là Đức Chúa Trời tạo nên thế giới này. Bên cạnh con người, Ngài cũng tạo nên những thiên sứ. Thiên sứ là những linh. Nhưng mà rồi những thiên sứ phản loạn, bị đuổi khỏi mặt Đức Chúa Trời. Và đó chính là thiên sứ ác, là thế lực của bóng tối, là ma quỷ. Ở tại Việt Nam, bài báo mới nhất, phố Hàng Mã, người ta chuẩn bị hàng hóa cho ngày lễ hội Halloween. Chắc chắn, nếu chúng ta đọc tin tức, thì chúng ta không thể nào bỏ qua được một sự kiện. Chỉ mới một tuần thôi. Tôi ở Na Uy vào tuần trước,
và ở bên đó trước Việt Nam 5 tiếng đồng hồ. Cho nên từ khuya thứ bảy, tôi bật lên điện thoại và tôi thấy hình ảnh của những cái vụ giẫm đạp. Ban đầu là những cái video của nhiều người đang cố gắng làm hô hấp nhân tạo cho những người nam, những người nữ nằm trên đường phố. Và tôi không hiểu. Sau đó thì tôi hiểu là có một vụ giẫm đạp và rất nhiều người chết. Buổi sáng hôm sau là sáng Chủ nhật, cho nên dậy sớm rồi đến thờ phượng Chúa như thế này. Cho nên nhà tôi cũng không có thì giờ để coi tin tức và không biết gì cả. Đến khi nhóm xong thì tôi hỏi là em có biết chuyện gì không? Và tôi hỏi chuyện gì? Và tất cả chúng ta đều biết lễ hội Halloween được tổ chức ở tại một khu phố của Hàn Quốc. Hơn 151 người đã bị giẫm đạp, đã bị chết. Và bên cạnh đó hàng trăm người bị thương. Chúng ta thấy rõ ràng, vì có con người đã phạm tội không nhận biết Đức Chúa Trời. Nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời gì cả, tôi có thể tự lo cho cuộc đời của mình. Tôi không cần phải yếu đuối như là những người đàn bà. Không cần phải cầu nguyện, không cần phải nhờ cậy ai cả. Tôi có thể quyết định cho cuộc đời của tôi, cho tương lai của tôi. Và hậu quả, Đức Chúa Trời đã phó cả thế giới vào trong sự thờ lạy mê muội. Thật là kinh khủng. Quý vị tưởng là những người họ đang thờ lạy như vậy đó, họ có cung kính không? Có. Với cả lòng thành. Ông bạn chị em ở đây, hãy nhớ lại đi. Ngày xưa mình chưa tin Chúa, mình bước vào ngôi chùa như thế nào? Cung kính, cúi lạy và thậm chí sờ cái đầu gối hay là sờ cái đầu ngón chân của một cái pho tượng đến nỗi nó mòn vẹt đi. Bây giờ chúng ta bước ở trong sự sáng của Chúa, chúng ta mới nhìn lại và nói là sao ngày xưa mình u mê như vậy? Và rõ ràng là Đức Chúa Trời đã phó họ vào trong u mê, vào trong tâm tối. Bởi vì Đức Chúa Trời là hiển nhiên, một đấng tạo hóa là không thể chối cãi được. Nhưng mà cứ lý luận viển vông, cứ tìm kiếm những điều mê muội. Và hậu quả đó là Chúa phó họ thờ lạy tạo vật thay vì thờ phượng đấng tạo hóa. Chúng ta quen thuộc với hình ảnh này, phải không? Đây là thái dương hệ của chúng ta. Trong thái dương hệ của chúng ta, lớn nhất là mặt trời. Mặt trời lớn nhất. Còn trái đất nằm ở đâu? Nhỏ quá, phải không? Trái đất nằm ở chỗ có cái chữ mũi tên đó. Và người ta nói rằng mặt trời thôi có thể chứa đựng 820.000 trái đất. Quý vị có nhận ra trái đất ở đâu không? Quý vị có thấy tôi đứng ở chỗ trái đất không? Không thể thấy được. Quá nhỏ bé. Nói là hạt bụi là còn nói quá đó. Nó còn nhỏ hơn hạt bụi nữa. Vậy mà chúng ta thấy, dù cho một vị đạo cao đức trọng, dù cho một người đạo đức nhất, ở trong cái quả đất nhỏ xíu đó, huống chi là một con rắn, huống chi là một con bò, huống chi là một tạo vật được đặt ở trong hành tinh là quả đất này, làm sao có thể sánh được với đấng tạo hóa tạo nên thái dương hệ, tạo nên hàng ngàn, hàng ngàn, hàng ngàn những thiên hà, hàng tỷ 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 ngôi sao. Cảm ơn Chúa, nếu không có lời của Ngài, nếu không có sự soi sáng của Chúa, chúng ta vẫn cứ mãi đi ở trong mê muội. Và có nhiều người nói, sao tôi kêu trời mà thấy không thấy được đáp lời gì cả. Ê-sai 59 câu 1 câu 2 nói rất rõ ràng, tay của Đức Chúa Trời không phải ngắn, tay của Ngài không bao giờ nặng, nhưng vì tội lỗi như một đám mây đậm đã ngăn cách giữa các ngươi với Đức Chúa Trời, khiến cho Ngài không thể nghe các ngươi được. Đây là điều mà chúng ta thấy ở trong thế giới mà chúng ta sống. Và cảm ơn Chúa là chính mình đã được giải cứu khỏi mọi điều đó. Bây giờ chúng ta hãy xem. Thứ nhất, họ thờ phượng tạo vật thay cho tạo hóa. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời, Ngài phó mặc họ cho điều gì? Đàn bà bỏ cách luyến ái tự nhiên để theo lối phản tự nhiên. Đàn ông cũng bỏ liên hệ tự nhiên. Vân vân. Tôi có thể đúc kết lại. Thứ nhất, thờ phượng tạo vật thay cho tạo hóa. Và thứ hai, đó là
có những khuynh hướng trái với tự nhiên. Khuynh hướng trái với tự nhiên là gì? Đức Chúa Trời đã đặt trong tự nhiên, Ngài tạo nên Adam, Ngài tạo nên Eva và đem Eva đến làm vợ của Adam. Nếu mà Đức Chúa Trời thấy rằng hai người nam ở với nhau là tốt, thì Ngài đã không tạo nên Eva mà Ngài tạo nên một Adam khác. Đúng không quý vị? Thứ tự chúng ta thấy Chúa đã đặt rồi. Ở trong gia đình có cha mẹ, có con cái, ở trong một đất nước có người lãnh đạo. Và cách đây một vài tuần chúng ta đã học về uy quyền rồi. Có những trật tự khác nhau ở trong thế giới của con người. Có những trật tự khác nhau ở trong thế giới vô hình mà chúng ta không thấy. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy tất cả những điều đó đã bị đảo lộn hết, phải không? Có người nói, này không phải tại tôi. Tự nhiên sao hồi sinh ra đó. Tôi là nam mà tôi thấy là thích nam hơn, có cảm tình với nam hơn. Và tôi không quan tâm đến nữ. Có nhiều người nữ thì nói như vậy đó. Không phải tại tôi, từ khi sinh ra tự nhiên là tôi thấy tôi cảm mấy người nữ hơn mà mấy người nam tôi không thích. Thưa ông bà, ông bà anh chị em, tất cả những điều đó là những khuynh hướng trái với tự nhiên và là hậu quả của tội lỗi đã đến ở trong thế giới này. Chúng ta hãy nghe một câu chuyện ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 19 và một minh họa rất là rõ ràng. Sáng Thế Ký đoạn 19 nói về gia đình của Lót sống ở tại một thành phố có tên là Sodom và Gomorrah. Tất cả chúng ta đều biết Sodom và Gomorrah là một thành phố tội lỗi và gian ác, đến nỗi Đức Chúa Trời phải hình phạt. Đến nỗi Chúa Giê-xu cũng dùng Sodom và Gomorrah để nói đến đó là một nơi gian ác nhất. Phải không ạ? Ở đây chúng ta hãy thấy hai thiên sứ chưa đi nằm mà các người nam ở Sodom, từ trẻ đến già, tất cả dân đều chạy đến bao chung quanh nhà. Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng, những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, hầu cho chúng ta được biết. Thật ra trong bản dịch khác nói rằng, hầu cho chúng ta ăn nằm với họ. Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa rồi đóng cửa lại, nói cùng họ rằng, này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó. Đây tôi sẵn có hai con gái chưa chồng. Tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm chi hại cho hai người kia. Bọn dân chúng nói rằng, người hãy tránh chỗ khác. Lại tiếp rằng, người này đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao? Từ thời của Abraham, thời của Lot, tội lỗi đã có ở đây. Hai người nam là thiên sứ vào nhà của Lot. Dân Sodom và Gomorrah thấy, ban đêm, họ đến, họ gõ cửa, đem hai người nam đó ra cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi muốn ăn nằm với họ. Lót vì lòng hiếu khách, muốn bảo vệ khách. Và Lót nói rằng, thà là hai đứa con gái của tôi hy sinh, còn đây là khách lạ. Chúng ta thấy khuynh hướng gì? Những người nam đã có khuynh hướng trái với tự nhiên, thay vì nam với nữ, thay vì khác giới, thì họ chỉ thích gần gũi với người đồng tính thôi. Chúng ta thấy không? Và đó là lý do mà Đức Chúa Trời, Ngài phải hủy diệt Sodom và Gomorrah. Chúng ta hãy xem, khi Chúa cứu Sodom và Chúa cứu Lót, thì câu 30 cũng trong đoạn 19. Lót ở thành Xoa thì sợ hãi, nên cùng hai con gái mình bỏ đó mà đi lên núi ở trong một hang đá kia. Cô lớn nói cùng em mình rằng, cha ta đã già mà không còn ai trên mặt đất đến sánh duyên cùng ta theo như thế thường thiên hạ. Hè, chúng ta hãy phục rượu cho cha và lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó hai nàng phục rượu cho cha mình, nàng lớn đến nằm cùng cha. Qua ngày mai, cô em đến nằm cùng cha và hậu quả là hai đứa con được sanh ra, một đứa đặt tên là Moab, một đứa đặt tên là Ammon. Chúng ta có thấy cái khuynh hướng này nó có phổ biến không? Con gái thèm muốn với cha của mình. Nó là một cái khuynh hướng trái với những gì tự nhiên mà Chúa đặt. Và rõ ràng là gia đình của Lót đã sống ở Sodom quá lâu. Ở chung quanh mình
người ta có khuynh hướng như vậy. Người ta bất chấp những cái gì tự nhiên và rồi đã ảnh hưởng đến hai đứa con gái của Lot. Và chúng ta thấy hậu quả là hai dân tộc được gọi là dân Moab, dân Ammon đã được sinh ra. Và Kinh Thánh nói rằng người Moab và người Ammon sẽ không được vào hội Đức Chúa Trời, dầu đến đời thứ 10 cũng không được. Tội lỗi nó không phải chỉ xảy ra trong một tích tắc, trong một thời điểm đâu. Nó sẽ để lại tác hại lâu dài. Nếu chúng ta trở lại với câu chuyện của hàng trăm người thanh niên Hàn Quốc vừa rồi đã bị chết ở trong vụ dẫm đạp. Tuần qua tình cờ tôi đọc một bài, nói rất ngắn thôi. Có một người cha đã vượt cái vòng gác của cảnh sát, chen vào trong cái con hẻm đó. Cảnh sát không cho vào, nhưng mà người cha khóc ra rằng, cho chúng nó ăn một bữa mà. Và chúng ta biết là những đứa trẻ đó, những thanh niên đó, sắp xỉ từ 20 trở xuống. Và gia đình ở Hàn Quốc không phải là gia đình có đông con đâu. Cho nên một đứa con là niềm hy vọng của cả gia đình. Và chúng ta thử là nó đã đem lại tổn thương không phải chỉ trong một thời điểm. Hậu quả của tội lỗi. Bây giờ chúng ta đọc lại cái câu chuyện này. Chúng ta suy nghĩ thử xem là suy nghĩ của hai con gái của Lot lúc bây giờ có đúng không? Trong một cái khung cảnh rất là hoảng loạn. Sodom và Gomorrah bị lửa từ trời xuống thiêu cháy, khói ngù ngụt, người thân của mình, nhà cửa, dinh thự, đổ nát. Ba cha con, thật ra là bốn cha mẹ con chạy trốn được. Và rồi chui vào trong một cái hang đá. Hang đá lạnh lẽo ở trong đêm đó. Và rồi ở trong cái bầu không khí đó, ma quỷ nó trấn áp tâm trí của hai cô con gái này. Và hai cô gái nghĩ rằng trên đời không còn ai nữa đâu. Ông bạn chị em ơi, ngày hôm nay nhiều khi ma quỷ cũng cùng một sách lược đó với chúng ta. Nếu chúng ta không có lời của Chúa, nếu chúng ta không gần gũi với lời của Chúa, thì nhiều khi ma quỷ nó xúi dục chúng ta, nó đặt vào trong tâm lòng của chúng ta, trong tâm trí của chúng ta, những ý tưởng điên dại vô cùng. Nhiều người nói, không có ai yêu tôi hết. Ai cũng chối bỏ tôi, ai cũng thấy tội lỗi của tôi, không ai chấp nhận tôi hết. Có phải như vậy không? Giống như là hai đứa cô con gái này nói, ôi trên đời này người ta chết hết rồi. Chỉ còn có cha là một người nam, chúng mình là người nữ, còn ai đâu. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta đọc lại thì có phải như vậy không? Đây là cách của ma quỷ. Có những giây phút nó làm cho chúng ta nản lòng từng cùng cực và chúng ta nói rằng kiểu này chỉ có chết thôi. Đúng không? Lời của Chúa ghi lại để chúng ta không còn mắc mưu của nó nữa. Trong những ngày qua, khi có người đến đây để nhờ chúng tôi cầu nguyện giải cứu, thì có người thật ra nhiều năm ở trong gia đình, người cha qua đời, người mẹ bắt đầu lo lắng, phàn nàn, ôi rồi đây mình sẽ sống thế nào? Sự lo lắng của người mẹ cũng ảnh hưởng đến đứa con gái, và đứa con gái cũng bắt đầu lo lắng mặc dù đã được giải cứu rồi, nhưng mà nửa đêm, Con lo quá. Chúng tôi đã giải thích rồi. Con lo cái gì? Chúa hứa rằng Chúa chẳng bỏ con, chẳng lìa con. Con lo cái gì? Ông bạn chị em ơi, nếu chúng ta không có lời của Chúa, không có ánh sáng của lời Ngài, thì ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách và giống như hai cô con gái của Lot vậy. Nó sẽ đưa chúng ta vào những khuynh hướng trái với những gì tự nhiên. Và rồi chúng ta phạm tội. Tội lỗi đó sẽ để lại hậu quả lâu dài. Không phải chỉ thế hệ của mình, mà nhiều thế hệ khác nữa. Chúng ta xem ung thư. Định nghĩa của ung thư rất hay. Ở trong phân đoạn dưới, khi ung thư xuất hiện, quá trình tự nhiên bị phá vỡ, các tế bào ngày càng trở nên bất thường. Những gì chúng ta thấy trong thế giới ngày hôm nay. Có người thì thấy chuyện phá thai là khủng khiếp, là giết người. Có người nói quyền tự do mà. Có người thì cái chuyện mà kết hôn đồng tính
đem ra giữa công chúng nữa. Tôi đã từng dự một buổi lễ rất là hoành tráng và người ta giới thiệu một người nam ở bên cạnh mình. Đây là spouse của tôi. May là trong tiếng Anh có chữ spouse. Tôi không biết là tiếng Việt sẽ dịch là vợ hay là chồng, bởi vì người giới thiệu đó là người nam mà giới thiệu đây là người phối ngẫu của tôi, cũng là một người cùng giới. Và chúng ta thấy cái khuynh hướng đó càng ngày càng phổ biến. Rõ ràng là như đầy tớ của Chúa nói rằng chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng, tội lỗi càng gia tăng những gì nhiều ngàn năm trước chúng ta đã thấy rồi, bây giờ nó càng phổ biến hơn. Rõ ràng lời của Chúa nói rằng đó, khuynh hướng trái với tự nhiên. Tôi không hiểu thế nào mà nhiều giáo hội phương Tây vẫn đang bàn cãi và thậm chí có nhiều giáo hội quyết định là chấp nhận hôn nhân đồng tính. Nhiều năm trước khi tôi đi giảng ở tại Canada, thì những hội thánh người Việt ở tại Canada, các mục sư ngồi lại bàn với nhau. Thế rồi bây giờ, giáo phái của mình trong cái phiên họp đại hội đồng vừa rồi đã chấp nhận hôn nhân đồng tính. Bây giờ mình làm sao? Và chúng ta biết là đối với các nước phương Tây đó, thí dụ như là mục sư mà là giáo phái đã chấp nhận hôn nhân đồng tính, bây giờ có một cặp đồng tính đến và nói rằng xin mục sư làm lễ cưới cho tôi. Nếu mà mục sư đó từ chối đó là phải sẽ bị kiện đưa ra tòa liền. Cho nên giáo hội đó đã quyết định bây giờ phải tách ra khỏi tổng hội thôi, bởi vì không thể chấp nhận như vậy. Cảm ơn Chúa, chúng ta có lời của Chúa để biết rằng nếu có bất kỳ một ý tưởng nào, một manh nha nào ở trong tâm trí của chúng ta trái với những quy luật tự nhiên, thì hãy thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con cần được sự giải cứu từ nơi Ngài. Con biết rằng đó chính là hậu quả của tội lỗi. Và xin giải cứu con. Xin giải cứu con. Điều kế tiếp, chúng ta sẽ thấy Chúa bỏ mặc họ cho những việc hư đốn, theo đầu óc sa đọa. Đời sống họ đầy tội lỗi, gian ác, hiểm độc, tham lam, ganh ghét, giết người, tranh chấp, gian trá, quỷ quyệt, nói xấu, pha vu. Danh sách dài quá, không cần phải đọc hết đâu, mất thì giờ. Rõ ràng là Chúa phó họ vào những điều đó. Tôi thấy càng ngày càng phổ biến hơn. Ở đây có những người đã lớn tuổi rồi, bị những người trẻ tuổi hơn coi thường ở giữa nơi công cộng, hay là nói những lời nặng nề, thậm chí chửi thề trước mặt nữa. Quý vị thấy chuyện đó phổ biến không? Tôi nhớ lại, dường như là ngày tôi còn nhỏ đó, không hề thấy những cái cảnh tượng như vậy. Nhưng mà càng ngày tội lỗi nó càng phổ biến hơn. Và điều quan trọng ở đây, đó là ở đây Chúa nói rằng không phải làm điều đó thôi. Theo luật Đức Chúa Trời, người làm những việc ấy đều đáng chết. Thế mà họ cứ phạm luật, lại còn khuyến khích người khác làm theo nữa. Thật là kinh khủng. Chúng ta ở giữa thế giới hư hoại này, mỗi ngày những điều đó cứ đến một chút, và nó trở thành quen thuộc dần với chúng ta. Có lẽ ban đầu mình cũng cảm thấy sốc thật. Nghe những tin tức như vậy, nghe những trường hợp như vậy, mình cảm thấy không thể chấp nhận được. Nhưng mà rồi lâu dần, chúng ta cảm thấy dường như nó trở thành quen thuộc. Và Chúa nói gì? Nếu chúng ta ủng hộ cho việc đó, khuyến khích người khác làm theo, thì trước mặt Chúa cũng là dấu hiệu của tội lỗi. Quý vị hãy xem với tôi ở trong sách Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 2 câu 6. Nếu Ngài đã đoán phạt thành Sodom và Gomorrơ, hủy phá đi, khiến hóa ra tro để làm gương cho người gian ác về sau, nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia, vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình, thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ và hành phạt kẻ không công bình. Một lần nữa trở lại với câu chuyện của Gióp. Xin lỗi, câu chuyện của Lót. Lót và hai con gái. Hai con gái thì đã có một cái khuynh hướng sai trật hoàn toàn trái với tự nhiên rồi. Nhưng mà có một điểm sáng, đó là Lót. Lót ở giữa một thành phố đầy dẫy tội lỗi. Lót cảm thấy đau xót. Và đó chính là lý do mà Đức Chúa Trời cứu Lót. Đây là hy vọng cho chúng ta.
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể tránh khỏi mọi điều này đâu. Chúng ta ở trong giữa một thế giới tội lỗi, chúng ta có thể bị tác động. Nhưng mà khi chúng ta có lời của Chúa, lòng trăn trở và nói rằng Chúa ơi, xin tha thứ cho con. Con biết đó là điều sai. Con biết rằng cái khuynh hướng như vậy là không đúng. Con biết rằng con đã không xác định được trắng đen về điều Chúa muốn. Kinh Thánh cho biết rằng sở dĩ Chúa cứu Lót là vì Lót đã nhìn thấy tội lỗi và đau xót. Thưa Hội Thánh, nói nếu tôi dừng bài giảng ở đây, chúng ta tuyệt vọng quá, phải không? Kinh Thánh và lời Chúa cho chúng ta rất là công bình. Roma đoạn 1, thư Roma do chính Phaolô viết, gửi cho các tín đồ tại thành Roma là thành La Mã lúc bấy giờ. Và người ta nói rằng các hoàng đế La Mã, trong 15 hoàng đế La Mã thì có 14 vị hoàng đế là đồng tính. Và Phaolô đã viết những lời này. Và chúng ta biết là người La Mã, hội thánh của Chúa tại La Mã lúc bấy giờ đó là trộn lẫn giữa một cộng đồng Do Thái và cộng đồng dân ngoại không phải là Do Thái. Đặc điểm của người Do Thái đó là họ tự hào rằng họ có luật pháp của Môi-se. Cho nên nhiều khi họ nghĩ rằng, không, tôi dựa vào luật pháp, cho nên á, tội lỗi chung quanh tôi, nhưng mà tôi vẫn sống một cách công chính. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết là ở trong Roma thì Paulo đã nói như thế nào. Roma đoạn 7, tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Chính Phaolô, ông tâm sự rằng, ông đã giữ luật pháp, ông đã biết những điều này là sai, ông đã cố gắng, nhưng mà ông không thể nào thành công được, và ông phải la lên, khốn nạn cho tôi. Sau đó ông nói, cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Vậy đó, chúng ta phải thừa nhận rằng, kìa tôi sinh ra trong tội lỗi, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong sự gian ác. Tất cả những điều này, chung quanh thế giới chúng ta đầy dẫy, và thật ra, trong chính chúng ta, cũng phản phất những điều này, nếu chúng ta chân thành. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta hãy cùng đọc với nhau, thư Roma đoạn 8 câu 1 câu 2, xin hãy cùng nhìn lên bảng và cùng đọc chung với nhau. Vậy, bây giờ, những ai ở trong đấng Christ Jesus sẽ không bị kết tội nữa, vì luật của Thánh Linh sự sống trong đấng Christ Jesus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Nếu chúng ta không nhìn nhận vấn đề thì không thể giải quyết được đâu. Nếu chúng ta trốn chạy như Adam và Eva khi nghe tiếng Chúa trong vườn thì không có cách để giải quyết đâu. Và lời của Chúa rất chân thành bày tỏ cho chúng ta biết hiện trạng của thế giới, hiện trạng của chính mình. Và Ngài cũng nói rằng, Chúa Giêsu chính là câu trả lời. Ông bạn chị em có biết Chúa Giêsu chưa? Cảm ơn Chúa Giêsu vì ai ở trong Chúa Giêsu. Chúa ơi, tất cả những khuynh hướng tội lỗi, tất cả những điều đồi bài gian ác, con không thể tránh khỏi được, dù cho con cố gắng bao nhiêu, con cũng phải thú nhận như Phaolô. Ai sẽ cứu con? Nhưng cảm ơn Chúa Giêsu vì trong Chúa con được tha thứ. Dầu tội của con đỏ như hồng điều sẽ trở nên trắng, dầu tội đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như lông chiên. Và cảm ơn Chúa, Ngài đã giết một con thú để lấy chiếc da khoác cho con, để con được tự do đến gần với Ngài. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa rao ra không phải chỉ để định tội chúng ta, đoán xét chúng ta, làm cho chúng ta vào trong tuyệt vọng. Lời của Chúa gieo ra để chúng ta thấy thực trạng của mình và chúng ta chạy đến với Chúa và nói rằng, Chúa ơi, con biết rồi, lâu nay sự cầu nguyện của con không còn ngọt ngào nữa, lâu nay sự thờ phượng của con đã bị ngăn trở, lâu nay đời sống của con không còn đắc thắng nữa, bởi vì có rất nhiều điều con không biết nó là sai trật. Và bây giờ lời của Chúa đã chỉ ra cho con,
con xin đến với Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu vì trong Ngài con không còn bị kết tội. Chúng ta hãy cùng đứng lên. Xin mời bạn thờ phượng hãy bước lên. Chúng ta hãy thờ phượng Chúa và dự tiệc thánh trong tinh thần đó. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.